Ôi gà. Gà chạy bán lán vào chuối rồi. Đâu ấy? Cái gì anh ơi? Sao sao đây? Sao rồi? Sao rồi? Ok, bên đây. Này. Đưa. Đây. Ôi, giãn mắt hết gà rồi. Ôi, kìa. Đây mọi người thì rắn nó vào nhà nó cắn gà nhá. Thấy không thấy? Con mèo của anh ơi à. Ui kìa. Ôi, nó cắn chết con mèo thả rồi. Nó cắn chết con mèo rồi. Gà chạy tán lán vào chuột rồi. Ui, hổ mang đấy. Đây nhà mọi người xa. Đây, bỏ trên đấy, bỏ xuống đây. Ủa, chắc nó bò ngoài chỗ này. Nó bò từ đây nó bò xuống à? Chắc nó bò ngoài chỗ này. Ra. Ui giời. Ui, hai con rồi à? Hai con lên đây. Ui, ui, nó vào đây xong rồi. Vâng. Anh thấy con mèo nó quạt mấy cái mà sao tự nhiên nó đúng rồi anh chết. Đấy, đây là hai con hổ mang nhá. Đây này. Cực chết con mèo. Mèo đây nhá. Rồi, mèo chắc là bị cắn xong là chạy làm sao mà năn lên đây toay rồi. Yêu kinh ngay. Để nói chân độc rắn hổ mang này quá kinh khủng. Đây này, con này nó lườn lườn đi này. Đây, con này nó lườn đi đường cái bành này kìa. Đấy, nhìn cái bành nó kìa. Ui, xài ơi. Ui, nó ác lắm. Đây, vẫn đúng hổ mang. Mày đến xem nào gà con đủ không nào? Hay là gà nó ăn cả gà thôi. 2, 4, 6, 7 con. Gà nó không ăn đâu mẹ. Nó chỉ cắn chết thôi. Đây là trong đây có quả trứng gà đây mà đây. Đâu xem nào. Ở trong đây có cả quả trứng gà đây. Chết rồi, gà đây nha mọi người, đây này là nó rắn nó vào nó cắn gà này. Phải tìm kỹ lần nào còn con nào không nào. Ui trời ơi, đây này. Ui ui, đây anh còn có đây này. Đây này. Điều kiểu thế nhỉ. Ui này. Chắc là nó tớ nha. Ôi trời ơi, nó vào rồi. Thế mà toàn hổ mang thôi. Ba con hổ mang. Đây này. Đấy. Đây hết trứng rồi. Kiểu thế nhỉ. Con này nó mạch nó bột ăn nữa con kia nó ở phía bỏ sao là mấy hôm nay không có trứng kinh nhỉ. Không ăn gà gì đâu. Đây này. Đấy. Đây cho cả đây đi. Qua con chết mất ăn gà không biết tại sao chết từng tù cơ. Ủa con thế mà này nó vào nó ăn quen thôi. Này nó vào rồi. Dạ. Đấy kia. Kìa cái con kia nó cứ ngẩng lên cả đầu luôn. Con này bây giờ nó cứ ngóc lên cái này luôn này. Đây nó khủng chết con mèo đâu. Đấy, ba con này nó nhiêu này. Ui giời. Đấy, nó mổ đấy. Con mèo này vừa mới chết xong thôi. Vừa chết xong à? Vừa chết xong thôi, nó tiêm độc vào người mình ăn không ra được. May mà gà không ăn được. Lấy vài con này không? Vẫn ăn được. Vẫn ăn được chứ nhỉ? Mấy con ăn được không? Mà chết hồn độc chết. Kìa cả cái nó trôi nổi. Đấy, đấy chưa? Đấy, mẹ bọn này nó đụng mạnh lắm. Này là ở đây kiểu gì là nó quay hai rồi, vào đây ăn quen rồi. Đây này. Đấy. Nó bắt chấm đi. Nhấc nó ra đây này. Nhấc em đây ngoài này đi. Cái gà này ra đẻ mấy hôm rồi nhưng mà không có trứng rồi. Ra đẻ. Đây này. Túm cái đuôi này, túm cả ba đuôi này. Chết con mèo rồi nhỉ, tất nhiên. Chết mỗi con mèo rồi. Đây này. May mà gà không bị gì chứ không bị chết rồi. Đấy, cho đây. Đây này. Ý giời, con nào cũng thế này. Con nào Nhâu lên đây. Con nào đó mày. Ui giời, gà mày ra kìa. Ý giời. Ôi kìa, thế mày đi ở trong cái khả năng này con kìa. Đấy, xem tí để cho ba nào. Ở trong cái khả năng này con rồi. Nghe gà bay mạnh lắm. Đây. Kinh quá. Đây, viên từ để bắt vào trong túi á. Cho vào trong túi đi. Tôi cho bớt vào trong túi á. Đây là mọi người thì bây giờ anh em mình sẽ cho nó dần vào trong túi xong bắt đầu là tiếp tục là đi tìm nhé. Tìm thế nào tìm kỹ lại thế nào quá còn ở đâu nữa của bác mất hết thế nào. Vâng. Cẩn nhá. Chắc là thanh minh tâm nó mở mắt rồi nó tìm mới nhé. Vâng. Thế mọi người thì bảo là ở đây là rắn nó thanh minh trong là nó mở mắt ra là nó đi công ăn nhá. Kiểu như là đến cái mùa hết cái mùa ngủ đông rồi ấy. Hết mùa ngủ đông rồi nó đi kiếm ăn rồi.
kia. Ui tôi con kia nó chui hẻm vào đỗ kia. Ui ủa kia kia kia. Tôi chết rồi. Nhanh lên cho nhanh vào. Mở cái túi to ra. Cái túi nó khó lắm. À nó ra. Ui con này ác thật đấy. Con này ác đấy. Này. Nó bành này. Nào, yêu con này trắng thế nhỉ? Trắng phau luôn. Mày xem kỹ con bắt con nào. Vâng. Tí nữa con bắt xong con này thì con lần hết. Kinh quá nhỉ. Hai con này nó cũng ngẩng đầu đi. Vâng. Đâu. Ở đâu ấy? Ở đúng rồi, kia. Ở trong lỗ kìa. Buộc cái lỗ này. Đây người thì tí con mèo này. Nghe trên tôi hơi con mèo này. Ý, đều chụp mình thế nhỉ? Con mèo có ăn được không biết. Ăn được. Nó tiêm rồi, đọc rồi không? Nó tiêm đọc rồi ăn, nếu ăn được không gì gì. Ăn gì nữa, nó còn đọc rồi ăn được gì. Đây này, đặt vào trong đây đặt lại xem. Thế nào xem ở trong ấy thế nào, con có con nào bắt hổ bà mấy. Đấy, ở dưới mấy cái tấm nhỉ? Ồ, cái này mà có thì nó ở hang rồi. Thế vậy là anh em mình chạy ra kia lấy cái đồ để đào đi. Đi. Đấy nha mọi người, thì bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Thì mọi người đón xem clip tiếp theo của anh em mình để đào cái chỗ này nên xem thử xem có nào không nhá. Xin hẹn mọi người clip sau nhá. Chào mọi người nhá.